Vòng đấu 12 ngoại hạng Anh đã khép lại với nhiều sự bất ngờ khi một vài đội bóng trong top 6 đã có những cú sải chân tạo điều kiện cho nhóm bán rủi phía dưới vươn lên. Trong đó có Manchester United sau khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ với 3 điểm có được trước Luton Town. Từ vị trí thứ 8, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đã nhảy 2 bậc để leo lên nhóm dự cúp châu Âu. Và chẳng ai có thể nghĩ ra là Quỷ Đỏ sẽ tiến được đến đây sau những màn trình diễn cực kỳ thất vọng. Quả thực, có thể là đội chủ sân Old Trafford luôn mang đến cho người hâm mộ một cảm giác khó chịu và chán nản mỗi lần ra sân thi đấu. Nhưng quay đi quay lại, đội nhà lại đang có phong độ cao nhất ở Premier League. Tuy khó tin, nhưng đấy chính là sự thật. Và Manchester United đã đi theo lối riêng của mình để không bị bỏ quá xa trên bảng xếp hạng. Sau 12 vòng đấu đã qua ở ngoại hạng Anh, Quỷ Đỏ chính thức vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 21 điểm trong tay. Để có được điều này, chúng ta đã thấy Newcastle cùng với Brighton đều đã sải chân trước các đối thủ ở khu vực cầm đèn đỏ là Bournemouth và Sheffield United. Đó là còn chưa kể đến Tottenham đã thất bại trận thứ 2 liên tiếp, khiến họ từ vị trí dẫn đầu đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. So với mùa trước, Premier League năm nay đang có sự cạnh tranh cực kỳ quyết liệt cho các suất dự cúp châu Âu, khi mà khoảng cách giữa các đội bóng chưa đến một trận thắng. Vì vậy, chỉ cần một kết quả không tốt là cục diện trên bảng xếp hạng sẽ có những sự thay đổi đáng kể. Nhưng dù có thế nào, việc Manchester United bước vào kỳ nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia với vị trí thứ 6 thực sự là một bất ngờ. Nếu theo dõi quá trình mà thầy trò Erik ten Hag đã đi qua, khó ai có thể nghĩ rằng đội chủ sân Old Trafford lại tiến xa như vậy. Thậm chí việc chọn ra một trận đấu hay nhất của Quỷ Đỏ sau 12 vòng đấu cũng là một điều hết sức khó khăn. Quả thực, đã có vô vàn khó khăn xảy đến với đội bóng ngay từ trước khi mùa giải khởi tranh, từ nội bộ cho đến vấn đề ở giới thượng tầng. Đầu tiên là quá trình đổi chủ. Điều này đã kéo dài đến tận một năm nhưng vẫn chưa thể có kết quả cuối cùng. Và từ đó ảnh hưởng đến quá trình chuyển nhượng của đội bóng trong mùa hè vừa qua. Dù không có được những bản hợp đồng ưng ý, nhưng chiến lược gia người Hà Lan cùng với ban giám đốc cũng đã cố gắng để phần nào đó có được những tân binh chất lượng hay chí ít là các bản hợp đồng cho mượn chữa cháy tạm thời. Tuy vậy, đến khi mùa giải diễn ra, cơn bão chấn thương đã càn quét nặng nề đội hình của Manchester United. Đã có thời điểm, số lượng cầu thủ chủ chốt ngồi ngoài có thể xếp thành một đội hình chất lượng đủ sức để cạnh tranh cho một suất dự cúp châu Âu. Và nếu chúng ta xét đến số lần cầu thủ dính phải chấn thương, thì Quỷ Đỏ có đến 23 trường hợp, cao nhất tại giải đấu này. Hiện tại, chúng ta thấy một số huấn luyện viên liên tục than phiền về tình hình chấn thương của đội bóng, điển hình như mới đây là Newcastle. Nhưng nếu so sánh số ca nằm viện của thiếu gia Tân Thành, họ khó mà so bì lại với nửa đỏ thành Manchester. Vì vậy, thất bại mới đây trước một Bournemouth đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng, khó có thể lấy lý do này để Eddie Howe biện minh cho đội bóng của mình. Một câu lạc bộ khác cũng đang có ca chấn thương của trụ cột, đó là Tottenham Hotspur. Sau trận đấu với Chelsea, họ đã mất đi James Maddison cùng với Mickey van der Ven đến hết năm 2023 vì những vết đau khác nhau. Ngoài ra còn hai trụ cột nơi hàng phòng ngự bị treo giò, đó là Christian Romero và Destiny Udoji vì tấm thẻ đỏ ở cuối tuần qua. Mất đi bốn trụ cột quan trọng, gà trống dần lộ ra những điểm yếu chết người. Cùng với đó là lối chơi của huấn luyện viên Ange Postecoglou áp dụng từ đầu mùa đã không thể thực hiện do mất đi nhạc trưởng quan trọng mang áo số 10. Vì vậy, một Spurs rệu rã, bạc nhược đã xuất hiện cho Wolverhampton cuối tuần qua. Nếu nhìn vào những mất mát của các câu lạc bộ khác so với Manchester United thì chẳng thể bằng. Vì vậy, nếu việc thầy trò Erik ten Hag lầm lũi tiến lên từ nửa dưới bảng xếp hạng là một điều rất đáng ghi nhận. Thậm chí kể từ đầu mùa giải, chưa bao giờ thầy 10 có được đội hình mạnh nhất. Các ngôi sao cứ thay phiên nhau nằm viện đến hết năm 2023 đã khiến cho Quỷ Đỏ khó có thể giữ nguyên bộ khung ổn định để đi hết từ trận này sang trận khác. Hàng thủ thì tan hoang lực lượng với 6 trên 10 cầu thủ vắng mặt. Tiền vệ thì xuống phong độ trầm trọng. Các tiền đạo cũng chẳng còn biết cách ghi bàn. Ba vấn đề này xuất hiện cùng một lúc thì khó có thể mang đến kết quả tích cực cho đội chủ sân Old Trafford. Và những thất bại nặng nề cũng đã xuất hiện. Với 9 trận thua trong tổng số 17 trận mùa này, Manchester United đã tiệm cận với thành tích của mùa giải mà họ phải xuống hạng. Và nếu theo đúng những gì mà lịch sử đã ghi nhận, giờ đây Quỷ Đỏ đã rớt xuống vị trí nửa dưới bảng xếp hạng.
Nhưng hiện tại, thật bất ngờ khi đội bóng của chiến lược gia người Hà Lan lại leo đến top 6 cùng với một thành tích mà khó ai có thể ngờ được. 7 thắng lợi, 5 thất bại và không có bất cứ trận hòa nào. Sau 12 vòng đấu, Manchester United là câu lạc bộ duy nhất chưa chịu chia điểm. Một là ăn hết, hai là không có bất cứ điều gì cả. Đó là còn chưa kể đến việc hàng công của đội bóng này đang xếp cuối cùng về độ hiệu quả tại Ngoại hạng Anh khi chỉ mới có được đúng một bàn thắng do công của Marcus Rashford ở trận đấu với Arsenal. Và nhìn vào tổng số bàn thắng mà đội chủ sân Old Trafford đã có được, họ chỉ mới 13 lần xé lưới đối phương sau 12 trận đấu, tương đương gần như là một bàn một trận. Thành tích này thì còn thua cả những đội bóng top dưới như Nottingham Forest, Wolverhampton, Brentford hay Everton. Vậy tại sao mà Manchester United lại chiếm trệ ở vị trí thứ 6? Có phải là do hàng thủ của họ quá xuất sắc hay không? Xin thưa với quý vị và các bạn, câu trả lời sẽ là không. 16 bàn thua sau 12 trận dù không phải là con số tệ nhất, nhưng cũng chẳng phải là thành tích gì đáng tự hào cả. Chính điều này đã khiến Quỷ Đỏ là đại diện trong top 10 sở hữu hiệu số bàn thắng bại ở mức âm cao nhất. Họ kém hơn cả West Ham United khi đoàn quân của David Moyes đạt hiệu số âm 1. Man United đang áp dụng đúng những gì mà người cũ Jose Mourinho đã từng phát biểu khi ông còn dẫn dắt Chelsea. Nếu bạn thắng 10-0, bạn hủy diệt một trận đấu. Nếu bạn có 10 trận thắng 1-0, bạn hủy diệt cả giải đấu. Thầy trò Erik ten Hag đã nhận thất bại nặng nề trước Tottenham Hotspur, Arsenal, Brighton hay là Man City với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Còn khi họ giành thắng lợi, tất cả 7 trận đấu đều có kết quả tối thiểu, trong đó có đến 4 trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0, 2 trận đấu lội ngược dòng vào phút cuối và 1 trận đấu phải rượt đuổi tỷ số. Kịch bản thì nghe qua có vẻ kịch tính, nhưng chẳng bao giờ mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ. Với 13 bàn thắng kể từ đầu mùa, nhưng hàng công chỉ mới có đúng một lần xé lưới đối thủ. Đội chủ sân Old Trafford đang sống dựa vào hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của họ. Họ đã kiêm nhiệm quá nhiều việc và thành ra dẫn đến việc quá tải và khó có thể giữ vững thể trạng cũng như phong độ. Những người đóng góp nhiều pha ghi bàn nhất cho câu lạc bộ hiện tại là Scott McTominay, Bruno Fernandes và Casemiro, và đó là những tiền vệ. Sau đó là những hậu vệ như Rafael Varane, Harry Maguire, Diogo Dalot hay mới nhất là Victor Lindelof đều đã lên tiếng để giải cứu đội nhà khỏi khó khăn. Còn tại đấu trường Champions League, Rasmus Højlund đang dẫn đầu danh sách ghi bàn, nhưng cũng chỉ có một mình anh gồng gánh Manchester United, trong khi các đồng đội khác đều không góp sức cùng với chàng tân binh trẻ tuổi này. Với hàng công tệ hại như vậy, thì làm sao đội bóng có thể đạt đến thành công được? Lần nào bước ra sân thi đấu cũng đều mang một hình ảnh thất vọng, thiếu hiệu quả, dù tinh thần phần nào đó cũng đã được cải thiện, nhưng chưa thể đạt được như kỳ vọng. Nhưng Quỷ Đỏ thì lại mang đến một bất ngờ lớn khác. Đó là nếu tính 5 trận đấu gần nhất thì đoàn quân của thầy 10 đang có phong độ tốt nhất trong số 20 câu lạc bộ ở đấu trường danh giá nhất xứ sở sương mù. Thậm chí, cựu danh thủ Jamie Redknapp còn không tin vào mắt mình khi chứng kiến thống kê từ các trang thông tin đã báo cáo. Ông ví điều này như một vở kịch truyền hình. Mỗi tuần đều có nội dung để bàn luận, tranh cãi và chỉ trích. Nhưng Manchester United thì cứ lầm lũi tiến từng bước một. Còn vững chắc hay không thì chưa thể đánh giá được. Đội chủ sân Old Trafford vẫn đang trong quá trình tái thiết toàn diện và họ cần rất nhiều thời gian để có thể xây dựng lại. Nên thật khó để đòi hỏi đội bóng này phải thắng hủy diệt như là Arsenal, Man City hay Liverpool. Điều quan trọng bây giờ chính là 3 điểm. Còn lại những thứ khác, hãy từ từ tiến bộ vì chỉ có thắng lợi mới giảm bớt được áp lực nặng nề. Tâm lý luôn là yếu tố cực kỳ quan trọng trong mỗi trận đấu và khi gỡ bỏ dần được gánh nặng này, đôi chân sẽ trở nên thanh thoát hơn. Từ đó, việc gượng dậy sau mỗi bàn thua hay là lấy lại được tinh thần để chiến đấu trước những khó khăn mới có thể được thực hiện. Nếu nhìn vào quãng thời gian trước, thì Manchester United chưa thể làm tốt điều này. Tâm lý toàn đội đã có nhiều bất ổn kể từ đầu mùa giải. Và theo phân tích của cựu danh thủ Gary Neville, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag dễ sụp đổ sau bàn thua đầu tiên và liên tục phải vào lưới nhặt bóng. Ngoài ra, họ cũng dễ dàng nhận bàn thua sau khi vừa lên dẫn trước vì sự thiếu tập trung cũng như bản lĩnh trong những khoảnh khắc quan trọng. Sau tất cả, chúng ta đang có một Manchester United độc lạ đúng theo kiểu Bình Dương. Giới thượng tầng thì không ổn định do quá trình chuyển giao vẫn chưa kết thúc. Thị trường chuyển nhượng bất ổn khi không có cả kinh phí lẫn mục tiêu mà thầy 10 nhắm đến lại không bằng lợi ích về kinh tế mà ban lãnh đạo hướng đến. Nội bộ bên trong cũng bất ổn khi Jadon Sancho có màn bật thầy và các cầu thủ được cho là không hài lòng với nhà cầm quân 53 tuổi. Cùng với cơn bão chấn thương tàn phá gần hết cả đội hình, khiến cho đội chủ sân Old Trafford chưa bao giờ được trải nghiệm có thể ra sân với 11 cái tên xuất sắc nhất.
Một câu lạc bộ thiếu sự ổn định trong phòng thay đồ, mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương, một hàng tiền đạo không biết ghi bàn, một hàng thủ thích tấn công hơn là phòng ngự và liên tục nhận về những thất bại bạc nhược trong thời gian qua, lại vẫn đang thi đấu tốt, ngự trị trong top 6 khi mùa giải tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế và sở hữu hàng loạt thông số mà không có chuyên gia nào có thể lý giải nổi. Quả thực là Manchester United đang là đội bóng vô cùng độc lạ, chẳng giống ai và cũng chẳng ai có thể bắt chước được như họ. Thế nên người hâm mộ hãy cứ cổ vũ hết mình cho Quỷ Đỏ, còn thầy trò mười khó sẽ tìm cách vượt qua khó khăn, lầm lũi tiến lên, và khi không ai đề phòng, họ sẽ xuất hiện ở ngay phía sau. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.